Những cánh cửa. Hãy thử mở chúng ra. Phòng thí nghiệm. Bye bye. Wow. Wow. Huh? Oh. What? Nasha, đi thôi, đi thôi. Ôi, Nasha. Quá, nhìn, nhìn kìa. Một trải nghiệm thật sự. Hãy cùng thử nó nào. Thí nghiệm. Wow. Wow. Nasha, mình làm được rồi. Cùng mở cánh cửa tiếp theo nào. Cái nút màu đỏ. Nasha, đừng động ở đó, đừng. Tụi mình sẽ chỉ thử thôi, nó là khoa học đó. Ừ, được rồi. Nhiều bọt xà phòng quá, làm sao đây? Ôi, chúng ta cần phải dọn dẹp. Nasha, còn mỗi màu xanh thôi. Được thôi, mình thử đi. Nhưng mà cần phải cẩn thận. Nó đẹp quá. Chúng ta cần phải chạy thôi. Ôi, tụi mình an toàn rồi. Yes. Wow, wow Mia. Ấm ba la xì bừa. Không, 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 không. Okay.
À ha, cho Nastia, con này cho Mia, mình sẽ giấu bọn họ. Sẵn sàng rồi, Nastia, Mia, mình có bất ngờ này, mọi người cần tìm nó đấy. Không, tụi mình không biết nó đâu rồi. Tìm thấy nó rồi, tìm thấy nó rồi. Quả chuối là một bất ngờ. Không không không, bạn phải tìm xa hơn. Nó dành cho bạn này. À chớm, à chớm, lại đây. Nhìn kìa, có thể sẽ có kho báu. À hả? Đúng rồi, hả hả. Chúng ta cần một cái thuyền. Nó kìa. Nhìn cái thuyền. Tiếp theo là gì đây? Chúng ta cần một hồ bơi tròn. Hả? Không, cái này hình vuông mà. Chúng ta cần hình tròn. Yeah, yeah, một hình tròn. Á chứ, hãy kiểm tra những nơi mà chúng ta nên đi tiếp. Bây giờ chúng ta cần một cái lưới thật lớn. Mình nghĩ ta tìm được nơi đó rồi. Hãy tìm nó, hãy tìm nó. Mình tìm được rồi. Chúng ta có chìa khóa. Bây giờ chúng mình rất, rất giàu. Chúng mình có thể mua rất nhiều đồ chơi và đi du lịch thật nhiều. Wow, bye bye. Tạm biệt.